Bản thân xuất phát là một người con làng nghề truyền thống Mây Che Đan, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tôi muốn gìn giữ và phát huy những cái giá trị của làng nghề truyền thống mình bằng cách gìn giữ cái công thức Mây Che Đan thông qua sự sáng tạo là chúng ta sử dụng nguyên liệu là vỏ mì tôm. Bên cạnh đó thì bản thân là một người giáo viên, điều tôi mang lại cho học sinh của mình không chỉ là kiến thức mà tôi mong muốn mang đến cho học sinh của mình cả kiến thức và những văn hóa, biết yêu thương, chia sẻ, biết tận dụng, biết làm những việc nhỏ để có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. Tôi nghĩ đây sẽ là một cái cách giảm thiểu ni lông giúp cho Việt Nam trở thành một đất nước xanh sạch đẹp. Đối với em thì em thấy là cái công đoạn đầu tiên là cái công đoạn cuộn vỏ mì là công đoạn khó nhất. Tại vì để cuộn được cái sợi mì nó đẹp và nó chắc nó nhỏ, để đan nó đẹp thì là mình phải miết, mình phải vừa xoay, mình phải vừa miết và mình cũng phải điều chỉnh lực như nào không được nhiều lực quá cũng không được nhẹ quá để cho cái vỏ mì nó cuốn vào cái sợi. Cái vỏ mì thì nó có màu sắc sặc sỡ, thế nên là nó có thể làm ra được những cái sản phẩm khá là đẹp, khá là bắt mắt. Và cái thứ hai đấy là nó rất là bền nữa. Thế là nó tạo ra được những cái sản phẩm mà có tính thực tiễn và tính hữu dụng. Với sinh hoạt câu lạc bộ thì bọn em sẽ có những cái hoạt động mà cô sẽ hướng dẫn các bạn để làm những cái sản phẩm từ vỏ mì tôm. Và bên cạnh đó thì bọn em cũng có những cái hoạt động đến đến trường Hy Vọng, là trường của các bạn học sinh khiếm thính ở Hà Nội. Bên em thì em cảm thấy rất là vui, tại vì em là một người đã đồng hành với câu lạc bộ trong suốt 3 năm nay. Thì em nhìn thấy sự phát triển cũng như là cái sự thay đổi của câu lạc bộ từ cái khâu là làm sản phẩm mỗi ngày một đẹp hơn, đến là cái số lượng thành viên, số lượng cộng tác viên ở trên toàn quốc và trong trường cũng đã tăng lên rất nhiều. Cho đến bây giờ thì em nhận ra là cái việc mà mình bảo vệ môi trường thì nó có rất là nhiều những cái cách thức không chỉ, và để hướng đến cái sự phát triển bền vững của xã hội thì mình cũng có rất nhiều cách thức nữa. Không chỉ là tái chế vỏ mì làm những sản phẩm hữu dụng, mà còn có những cái lợi nhuận mà bọn em gây quỹ từ việc bán sản phẩm thì được sử dụng vào những cái quỹ từ thiện cho những trẻ khiếm thính này, hay là cái quỹ ủng hộ lũ lụt miền Trung. Cái việc mà mình vào trong câu lạc bộ thì mình làm được rất là nhiều thứ, không chỉ là việc mình ngồi mình đan lát những cái sản phẩm. Kể từ khi các bạn ấy tham gia sinh hoạt câu lạc bộ này thì về mình cũng thấy là các bạn ấy có sự thay đổi rất là rõ rệt. Đấy, thứ nhất là cái ý thức, cái nhận thức về môi trường, cũng như là những cái sự lãng phí khi mà những cái đồ rác thải ở trong sinh hoạt trong gia đình, các bạn ấy hay có tự ý thức là bạn ấy sẽ phân loại ra cái nào chúng ta có thể là tái chế hoặc là có thể tái sử dụng được. Đấy, thì các bạn ấy phân loại, thay vì trước đây là cứ ném tất vào thùng rác.